Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và clip hôm nay mình lại làm về một em súng huyền thoại. Mới làm về em sáu lồng hàng cổ xong thì hôm nay mình sẽ làm em hai càng. Ui, cái gì vậy? Em có nhìn nhầm không vậy? Thằng Tô nó vừa gắn tên lửa vào đít nó bay lên à? Ui, nó cấu thật sự. Hay là do bị lag ta? Sợ thật. Đây có phải xếp Việt Nam đâu, đây xếp Quy Quy mà. Nguy hiểm thật sự anh em ạ. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về em RBK vàng nhá. Úi giời ơi. Đấy, huyền thoại đấy, anh em đừng đùa. Hai càng một thời, RBK Gold. Thì cái RBK Gold này khác ở bên xếp Việt Nam là nó chỉ có 110 viên thôi anh em ạ. Úi giời ơi, cận chiến rồi. Cái gì đây? Định mình lại là cái con thần tơ bay bay à? Vãi nồi, úi. Úi thần tơ bay lại, úi. Nó định bay lên nó chơi mình anh em. Nguy hiểm thật. Làm sao? Multi, à, chưa multi à? Mình cái hai càng em thấy luôn. Multi ngon. Mới vào có multi rồi anh em ơi. Thôi đứng xa này thì phóng lụ ăn kill thôi chứ. Ui lòi mồm. Phê. Nào. Đinh bệnh mình bắn trâu thế. Vẫn multi anh em ạ. Ui rồi ôi lại ba thằng một lúc kìa. Lại hai thằng một lúc nữa này. Làm sao. Ui lòi mồm. Phê thật. Anh em thấy sức mạnh của phóng lụ chưa? 1v25 cái gì đấy? What the hell, 1v25. Vẫn còn multi, giết đường tơ luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Chạy. Cái tầm này không đánh đấm được bố con thằng nào đâu. Đừng bệnh mới xuống cái sketch cho cái còn 7k5 này. Ghê thật sự. 1v22. Làm sao? Hai thằng tơ rồi. Làm sao lên đây mấy bạn. Mấy bạn trẻ thức lên đây. Solo trao đổi chiêu thức cái nhẹ nào. Trao đổi chiêu thức nào. 1v20. Úi xời ơi. 3 kill rồi. Ui còn 1v18. Còn có 4k5 máu thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em biết thế nào gọi là đánh du kích này. Rồi unbelievable. Welcome. You can listen me. Ui ôi multi kìa. Thế tê nhở. Úi giời ơi, còn 1v12 thôi nhá. Multi lòi hết cả mồm ạ. Ui không được rồi. Trao đổi chiêu thức rồi, lỗ quá. Mày hưu máu này, mày hưu máu này. Chặn đường, ngu gì mình nhảy xuống để cho mấy ông thịt à. Úi giời, đây tụi mày. Tụi mày ở đây định bánh tờ trâu thế. Con lắp xì, thôi. Chạy, anh em ơi, chạy. Chuột. Câu giờ. Ui, thôi xong rồi. Có 6 giây nữa thôi. Tuổi lên, mình còn cái G lắm mà. Hình như mình mất cái G rồi. Không giây. Không giây rồi mà. Ok, tiếp tục quay trở lại chân mới em ơi. Rõ ràng thời gian đã điểm không giây mà thấy đích nào không đôi sơ đơ trong của em. Cấu thật. Vâng, thì cái RBK vàng thử ở bên xếp Việt Nam là 120 viên, sẹc 120 viên đúng không anh em? Bên xếp VQ chỉ có 110 viên, sẹc 110 viên thôi. Đúng là có một chút gì đó hơi bút từ đấy từ anh VTC khi đem về xếp Việt Nam anh em ạ. Ôi. Vâng. Vẫn là những cây tiến súng đấy, vẫn là cây hai càng đấy. Bắn như mỗi chiếc inoctor vậy. Thì hôm bữa làm về cây 6 nọc thủy tinh thì mình không kích bằng đạn. Thấy rất nhiều anh em yêu cầu là làm về những cái súng ngày xưa đi, nhưng mà đừng kích bằng đạn cho nó kiểu hoài niệm. Ok, mình làm luôn. Kiểu từ thời mà kiểu có RBK VIP đến giờ là mình ít khi nào mình chơi súng mà không có kích bằng đạn ở đằng sau lắm. Anh em phải thấy là VIP phục nó lên ngôi mà. Mấy anh RBK VIP với anh Thompson VIP, mấy anh lăng xê với cái dòng MG nó lên một tầng cao mới. Lên từ lúc sử dụng AK X6 Thompson, X6 RBK là gần như lúc nào chơi bất kỳ cái súng gì mình cũng nắp đầy đạn lên. Bắn cho nó phê lòi, tít lòi lên. Mà không, lâu lâu quay lại một chút kiểu cảm giác hơi thiếu thốn đạn một chút thì xem như thế nào nha. Ôi địch bệnh, ôi. Ôi rồi ôi. Giờ phần lát anh em ạ. Ôi, cho em lên thủ với, cầm cái cây hai càng này địch bệnh lên đây thủ với mấy thanh niên cầm phóng lụ còn đỡ được chứ. Ôi rồi ôi, đam vẫn được, ui địch bệnh đam kìa. Đam lên vẫn chất chơi người rơi, phết được chứ đùa đâu. Những buổi tổ chơi bên CQ thì nhà phát hành đã fit cái tâm rồi để tăng độ khó cho game. Anh em thấy cái tâm không? Nó to vãi cả nồi, nó to như kiểu cái súng hỏng ngày xưa ấy. Cái dòng MG là tâm rất là to nha. SMG cũng vậy. Canh này. Úi xổi ôi, phóng lù.
cây phóng lựu này ảo đấy anh em. Bắn trúng người không tính máu nhưng mà bắn sát sát người lại tính dam rất là cao. Cover cover hay quá. Được test RBK rồi. Ui có thằng mấy thằng tơ đâu, để mình bắn yếu mấy thằng tơ cho. Đấy, đấy rồi bắn mấy yếu mấy thằng tơ đấy. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Ui giời bắn nhấp nháy ở đấy. Ơi quách cần rồi anh định mạnh. Quay lại mấy bố đã bóc mình rồi. Thật sự là cover đồng đội ở cái chế độ Zombie Nano này rất là khoai. Vừa cover xong cái là mấy thanh niên đã bóc mình rồi. Ok kia 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 định mạnh phải bắn yếu cho bằng. Hero có cơ hội ăn chứ. Rớt xuống. Sao mà nhảy được với chúng tôi được. Phóng lộ. Úi giời. Lên đầy hộ. Úi giời, cuối đam định mệnh đam 540% phóng lục phê thật anh em ạ. Ok, tiếp tục nào. À, cũng có thằng cầm hai càng giống mình này. Úi giời ơi, tuổi thơ dữ dội là đây. Ăn hộp. Úi thôi. Mãi nồi con đi tá này, mày muốn bay quay cuồng ghê vậy. Cuối cùng là nó có lên hay nó xuống vậy. Hai càng, hai thanh niên, hai càng định mệnh bắn tơ ạ. Bắn không xin nhê tơ anh em ơi. Tơ nó quá trâu. Đây, sẽ đam ra này. Ui ôi, một viên một kill này. Bố tôi là hơi giật. Làm sao. Đừng quên kill nhảy kìa. Được. Cái hai càng này cũng ok đấy. Mà thật sự để dùng cái cây này vô chế độ Zombie Nano thì thật sự là quá lỗi thời rồi. Máu mấy thanh niên máu có 11k thôi ít mà. Đấy, bắn mình diệt lại thể. Bắn mấy cái dòng MG này mà bắn mấy thằng diệt thì thôi chứ. Đạn không triệt phát nào. Bắt đầu đâu zombie lên rồi anh em ơi. Bắt đầu anh em sẽ thấy được thế nào gọi là nhiệt. Rồi qua bên này anh mạnh. Lên đây. Úi giời ơi đam 460% rồi kìa. Còn băng kìa đấy cho mấy thằng nhân nhặt đấy. Úi trời để cho nó sổng lên kia. Định mình có đi tá này nó móc nghe gì lắm. Hờ tí thôi nó bay lên nó móc mình rồi. Ôi trời ơi. Đi tá non thì không có cửa với chúng tôi nhá. Không thể nào lên đây chứ. Để mình test đam cho anh em xem. Ôi trời ơi hai đứa nhìn nhau thế là tình. Ơ vãi cả nồi lên nhanh vậy. Sợ thật sự. Cú lừa đấy. Đừng tin những gì thằng rùa nhảy. Thành mạnh. Ôi giời ơi. Ôi đi mình hụt. Bông choáng cover anh em đây. Chém nó đúng rồi. Phải chém hết mình tơ đi. Hay lắm anh em ơi. Ui đâu ra mấy con này nhiều vậy. Chém lên vị trí em thủ cái. Vẫn còn bỏ băng anh em thôi. Bắn ra BK tí đi. Đam kìa. Ui đam kìa. Tôi gọi hơi cực rát đấy đừng đùa. Tờ nhấp nháy. Công chí tá ơi. Em đứng đây từ chiều. Em chưa gặp đứa nào mặt dày như chị ạ. Vách cả đội định mệnh cho bóp. Ôi tí chết. Ôi định mệnh. May là mình nghe tiếng mình e kịp tàu lái. Ôi trời ơi. Làm sao. Làm sao. Anh chỉ bất giáp rồi nhá. Ui dồi. Bọn này nó chơi mình chơi game kinh dị à. Nó xẹt cái mình còn có 6k này. Câu giờ thần chứa. Mấy bạn không biết thấy ra mình là một bét câu giờ đấy. Làm sao. Canh ạ. Úi giời ơi. Win. Ok, quay trở lại với một trận mới anh em ạ. 0-16. Vâng, trận cuối rồi nhưng mà anh em có thể thấy là chiến binh bất lực như thế nào rồi. Sức mạnh của zombie ở trong chế độ zombie nano nó là một tầng cao mới rồi. Đây gặp ngay thêm toàn phòng toàn y tá 2.0. Thủ tí quay lại đã thấy chị tá hello motherfucker sau lưng rồi. Sợ thật ôi. Cô bạn này còn cầm 9A91. Đây, tiếp đam anh em ơi. Hai càng đến đây. Đam 260%. Ui đi mày khai giảng. Ui bả. Ui trời ơi may quá. Con trái đại bác phòng thân.
chứ không pha đấy là được mệnh em ăn đầu, đâm đầu vào ăn cướp ăn đầu bờ rồi. Thế thật quá. Làm sao? Mày tính giết anh em tao à? Thích tơ, thích ngáy mà, ôi giỏi ôi anh tơ ơi. Em có làm gì đụng đến họ hàng hang hốc nhanh đâu mà cứ tí là anh bon men lên. Bắn chưa đã tay thì mình còn nó đang bắt đầu lên tìm mình rồi. Mày nhìn tao, mày nhìn tao. Té 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 té. Bây giờ mình cần lắm một cây phóng lụng để về cuối trận mình không cần phải đi nhặt họ hero. Cover anh em. Ui, trong này nhiều hòm thế. Ôi, đại bác không chết kìa. Ôi rồi em né ngay. Ai rồi, mừng tôi thoát rồi. Uầy, độ khó của game đã giảm bớt khoảng 1 phần 10 rồi. Mình thủ ra mình sợ nhất mình tơ lửa mà chữ bom. Đào Phong đang ngồi thủ phê lòi được bệnh mấy bố cầm chiếc bom mong men lên đỡ không thể đỡ được ạ. Yên tâm, có mình ở đây phóng lụ rồi anh em yên tâm. Úi dồi ôi. Vâng, chiếc bom đi qua nhau chứ chưa hề quen biết. Tí chết. Rồi được bắn một chút rồi. Đã y tá. Ôi nào đứng. Trời ơi nó trâu kìa. Ôi trời bố này địch mệnh. Nhưng mình nó lên tới mồm người mà địch mệnh vẫn còn ham nhìn 3Z chỉ ở dưới bắn. Em cũng quỳ luôn đấy. Rồi anh em ăn hòm đấy, địch băng đi để mình cover. Bây giờ mình phải là thằng hy sinh để cover để cho trừ đại cuộc anh em ạ. Chứ không để zombie nó thắng 17 trận được. Úi trời ơi phóng bom trừ máu rồi đó. Rồi chém đi chém đi chém đi cách mà chém. Đúng rồi, hay. Chém đi, cứ chém đi. Mình đứng đây mình bắn cả thế giới rồi. Úi kìa. Hay. Tơ lửa đâu? Tơ lửa. Thôi. Đã yếu rồi đấy. Úi giời ơi, mình bắn phát nào là thốn thằng tơ lửa phát đấy. À, hàng đây. Thằng tơ lửa cái nó quá lực anh em ạ. Nó chém chết hành kia rồi. Mình bệnh tơ lửa đâu. Ui lại gặp con bá này. Anh em ơi cứu với. Rồi xong rồi. Vâng. Vẫn còn một hero nữa. Đại bác thần công. Ui, review cái RPK mà đây mình bắn mòm bắn sắp bắn lờ. Ok thôi, clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Bye bye anh em, hẹn anh em ở những clip tiếp theo.